Rồi bây giờ chúng ta sẽ mình có hai dạng phương trình quan trọng mà tụi con còn phải nhớ. Đó là gì phương trình tụi con? Đó là phương trình cơ bản, bốn phương trình cơ bản là sin sin này fx bằng một số, hay là nó nôm na là cái phương trình bậc nhất, là a sin fx cộng b bằng không, hoặc là a cos fx cộng b bằng không, hoặc là a tan fx cộng b bằng không, và hoặc là a cotan fx cộng b bằng không. Đó là phương trình bậc 1. Tiếp theo là phương trình bậc 2, thầy cô đã dạy học rất nhiều rồi. Và cái thứ ba là phương trình bậc nhất đối với sin và cos. Bậc 1 chỉ có một loại sin, cotan, cotan bậc 1 trong bốn phương trình cơ bản. Thống nhất tụi con. Thống kê lại. Và bậc 2 đối với một một phương trình bậc 2 đối với một hàm lượng giác. Đây là bậc 1 đối với một hàm lượng giác, đây là bậc nhất đối với sin và cos hai hàm, hay gọi là phương trình cổ điển á. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tới điều kiện có nghiệm. Đối với phương trình bậc nhất á thì mình chỉ có điều kiện có nghiệm đối với chữ sin và chữ cos thôi. Mình có điều kiện có nghiệm đối với chữ sin và chữ cos thôi. Nhưng mà điều kiện có nghiệm của nó là gì tụi con? Là sin của fx và cos của fx là phải lớn hơn hoặc bằng 1 và bé hơn hoặc bằng trừ 1. Có nghĩa là khi tụi con giải ra là sin của fx sẽ bằng trừ b chia a. Như vậy có nghĩa là trừ b chia a, cái vế này phải thuộc trong đoạn từ trừ 1 đến 1 thì phương trình mới có nghiệm. Do đó tôi còn bấm vào những trường hợp mà ngoài những số này ra thì nó sẽ mắc error, nó vô nghiệm. Còn đối với tan với cotan thì luôn luôn có nghiệm, đối với phương trình này luôn luôn có nghiệm. Còn công thức nghiệm thì thầy không nhắc lại nữa nha. Còn đối với phương trình bậc 2 thì đã phân dạng tụi con rất là nhiều. Lúc nào dùng phương pháp hạ bậc, lúc nào dùng phương pháp nhân đôi, lúc nào kết hợp cả hai phương pháp, còn lúc nào dùng công thức cơ bản là sin bình bằng 1 trừ cos bình. Thì thầy phân ra tụi con hai dạng, đó là cùng góc và khác góc. Nhớ giùm thầy chưa, cùng góc thì mình dùng công thức cơ bản, còn khác góc nhân đôi thì gấp đôi thì dùng công thức nhân đôi nếu mà góc lớn của mình á là bậc 1, còn nếu góc lớn của mình mà là bậc 2 thì mình dùng phương pháp hạ bậc cho góc nhỏ. Đó là những thầy gợi ý. Còn đối với phương trình Async Bercot này, đối với phương trình Async Bercot thầy cho tụi con làm nãy giờ liên quan tới Async Bercot rất nhiều. Đối với phương trình Async fx cộng b cos fx có nghĩa là phải chung chữ góc và ap một sin một cos bằng c. Thì điều kiện có nghiệm thầy muốn nhắc lại tụi con đó là gì? Là a bình cộng b bình phải lớn hơn hoặc bằng c bình. Đó, đó là điều kiện có nghiệm. Do đó bây giờ mình sẽ đi qua những bài tập này để mình đúc kết lại cách làm trắc nghiệm cho nó nhanh. Rồi mình còn có một dạng bài tập thầy muốn dạy tụi con nữa, đó là tổng số nghiệm thật trong một cái khoảng mà người ta yêu cầu, lát thầy sẽ nói sau. Đó là phần lượng giác, thầy muốn nhắc nhở tụi con nhiêu đó thôi. Và cái thứ hai nữa là bên toán hình thì mình nắm vững nghe thầy các công thức liên quan tới việc mà chuyển đổi tọa độ theo tịnh tiến, theo vị tự hay là theo phép quay. Rồi sau đó mình ôn chút xíu về hình học không gian trong trắc nghiệm, rồi quy tắc đếm bao gồm quy tắc nhân, quy tắc cộng nha. Rồi thì hôm nay thầy sẽ dạy được con chữ là số trước, rồi ngày mai thầy ôn hình, là chúng ta kết thúc chương để mà tuần sau mình chỉ học bài mới cho chạy kịp chương trình học kỳ 1. Bây giờ bao câu số 1 nè, phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất đối với sin và cos? Thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn, muốn là phương trình bậc nhất đối với sin và cos thì trong bài phải có một chữ cos và một chữ sin, và nó phải có cùng cái góc. Vậy đáp án là câu nào tụi con cả lớp? Câu nào? Ai chọn đáp án anh thầy coi. Thầy mời bạn Minh Đan. Câu số 1 đáp án là câu nào con? Minh Đan ơi. Ủa? Không ai nói thầy hết trơn vậy. Minh Đan. Nghe em con. Ủa Minh Đan nói thầy không nghe luôn á. Đó. Minh Đan mic Minh Đan bị sao rồi? Mời bạn Hồng Nguyên Hồng. Nguyên Hồng.
Rồi, câu 1 đáp án nào con Nguyên Hồng? Các con Phải có một chữ sin, phải có một chữ cos và chữ sin với chữ cos phải cùng góc. Làm đi con. Đáp án nào? Câu nào con? ba Một chữ sin và một chữ cos đều bậc 1. Bậc nhất là đều bậc bậc 1 mà không mà phải cùng góc nữa. Câu nào con? Câu nào? Sao? C À, đúng rồi, đáp án là câu C. Rồi, cảm ơn bạn Nguyên Hồng. Tụi con hiểu bài không nè, cả lớp ơi. Ok nha. Câu số 2. Phương trình nào có nghiệm? Rồi, xin mời tụi con suy nghĩ câu số 2. Rồi câu số 2 sao tụi con? Phương trình nào có nghiệm thì mình sẽ dựa vào hai phương trình, đó là phương trình bậc nhất đối với sin và cos, phương trình bậc 2 và phương trình bậc nhất. Thì nãy thầy đã thống nhất tụi con là thống kê lại cho tụi con về kiến thức rồi. Bây giờ thầy nhờ một bạn phát biểu thầy nha. Câu số 2. À, thầy nhờ bạn bạn Đào. Thầy nhờ bạn Anh Đào. Anh Đào ơi, có nghe thầy nói không vậy ta? Dạ thầy. Rồi, con trả lời thầy câu số 2 coi. Phương trình nào Câu có này hết nghiệm? Câu nào con? Dạ câu Câu B hết. Cô B. Rồi bây giờ con nghe thầy giảng nè. Nhìn vô rồi con thấy phương trình A là cos phải bằng bao nhiêu vậy Đào? Cos bằng bao nhiêu con? Chỉ bé bằng bao nhiêu con?
có là bao nhiêu con? Là bằng 3 phần 2. 3 phần 2 là 1,5. 1,5 là không thuộc trong đoạn từ trừ 1 đến 1 nên nó vô nghiệm. Muốn có nghiệm nó phải sin và cos là phải nằm trong đoạn từ trừ 1 đến 1. Câu B là sin sẽ bằng căn 10 phần 3. Căn 10 phần 3 cũng vậy, nó cũng lớn hơn 1 nha tụi con. À, câu B là căn 10 phần 3 cũng không thuộc trong đoạn từ trừ 1 đến 1. Câu C thì là phương trình bậc 2 đối với một hàm cos thì bấm máy tính ra hai nghiệm. Hình như là một nghiệm sẽ bằng 3 và một nghiệm sẽ bằng trừ 2 và hai con số này cũng không thuộc trong đoạn từ trừ 1 đến 1 nên vô nghiệm. Và câu D của mình là dùng công thức phương trình bậc nhất đối với sin và cos là a bình cộng b bình phải lớn hoặc bằng c bình và hãy tính nhẩm ra được 3 bình cộng 4 bình là 25 và 5 bình cũng là 25, vậy xảy ra dấu bằng đúng, như vậy nó có nghiệm, đáp án là câu D. Được chưa nè? Alo cả lớp ơi, theo kịp tụi con. Rồi câu số 3. À, câu số 3 thầy nhờ bạn Hồng Phúc nè, mời Hồng Phúc. Hồng Phúc ơi. À, câu số 3 đi con. Alo, con nghe à? Để tao suy nghĩ đi con. Rồi, tụi con làm thầy câu số 3 thầy nha. Rồi, thì kéo đề cho con làm trong vòng 10 phút với thầy đi. Câu số 3, câu số 4, câu số 5 và câu số 6 nha tụi con. Rồi, giờ thầy sửa bài cho tụi con nha. Tương tự như câu số 3 cũng vậy. À, phương trình nào sau đây vô nghiệm? Tụi con có nghe rõ không? Alo? Nghe rõ thầy nói không? Alo? Nghe. Ok, tụi con nghe thôi, thầy giảng bài nha. Bạn nào thầy gọi thì nhớ trả lời giùm thầy, đừng có im nha tụi con. Như vậy phương trình sin là thỏa mãn nằm trong đoạn từ trừ 1 đến 1. Và riêng với những phương trình a sin b cos thì tụi con phải làm quen những phương trình quen thuộc và luôn luôn có nghiệm là đối với những con số căn 3 1 2. Đó, thầy viết thứ tự con thấy không? Căn 3 trừ 1 cũng là 1 thôi tại vì lát mình bình phương lên mà. 2 là có nghiệm. 3 4 5 cũng có nghiệm. Như vậy chỉ có phương trình b nè, tụi con nhẩm nè. A bình là 3 cộng b bình là 1 và BC bình lại 9 bé hơn rồi nên vậy nó vô nghiệm như tụi con. Đáp án là câu B.
Tương tự câu 4 cũng vậy, thầy nhìn vào thầy nhẩm nghiền đáp án là câu D, thầy sẽ không giải nữa, tụi con tự áp dụng công thức. Tương tự câu số 5 cũng vậy, câu số 5 thầy sẽ đoán được câu mà vô nghiệm đó là câu A, bởi vì sao? Vì 2 với 1 bình lên là 5, cộng với bé hơn 3 bình là 9. Câu số 16 cũng vậy, câu số 16 thì bây giờ mình ráp công thức nghiệm cho phương trình này, thì thầy đã dạy tụi con công thức nghiệm như thế nào. Mình sẽ chia hai vế cho căn của a bình cộng b bình, và tụi con thấy 1 với căn 3 là mình chia hai vế cho 2, như vậy nó là 1 phần 2 sin x cộng căn 3 phần 2 cos x bằng căn 2 phần 2, và tụi con dùng công thức sin cos thầy dạy tụi con rồi trong lớp, tụi con được thầy cô truyền đạt. Sin đứng trước x cộng vì nó dấu cộng, và chỗ này tụi con phải bấm cho thầy là shift cos vì phải có một chữ sin một chữ cos. Bấm shift cos của pi chia 2 thì nó cho ra chúng ta kết quả là bằng pi phần 3. Và ở bên này bấm shift sin căn 2 chia 2 cho thầy ra pi chia 4, và thầy rút gọn ra công thức là x cộng pi chia 3 bằng pi chia 4 cộng cho k2π. Vậy khi mà trừ ra thì nó sẽ ra trừ pi chia cho 12, và đáp án của mình sẽ chọn ngay đáp án A, trừ pi chia cho 12, tại vì chỉ có câu A mới có đáp án là trừ pi chia cho 12 mà không cần phải giải nữa nha tụi con. Rồi chép bài cho giùm thầy đi, thầy chờ tụi con. Câu 20 bắt đầu tiếp tục. Nghiệm của phương trình sin x cộng cos x bằng 1. Nghiệm của phương trình sin x cộng cos x bằng 1 thì mình chia hai vế, thấy 1 chia 1 là chia hai vế cho căn 2. Vậy thầy được là 1 phần căn 2 cộng sin x cộng cho 1 phần căn 2 cos x. Bên kia cũng chia cho căn 2 luôn, 1 phần căn 2. Như vậy tụi con thấy bấm shift sin sin rồi thì chỗ này phải là shift cos, và cho thầy ra pi chia 4 dấu cộng thì cộng pi chia 4 bằng chỗ này là bấm shift sin cũng ra pi chia 4 luôn. Như vậy nghiệm của tụi con phải ra là gì? Pi chia x cộng pi chia 4, bên này là pi chia 4 cộng k2π. Pi chia 4, pi chia 4 hết, như vậy còn lại k2π, và đáp án của mình sẽ có một nghiệm là k2π, đáp án B, và một nghiệm còn lại thì tụi con sử dụng công thức là góc bù là pi trừ pi chia 4 cộng k2π, và chuyển vé qua rút gọn là còn pi chia 2, đáp án B nha tụi con. Còn bạn nào mà muốn làm trắc nghiệm nhanh hơn nữa những gì thầy dạy nãy giờ thì tụi con học thuộc giùm thầy luôn tụi con ha, học thuộc giùm thầy luôn nè. Sin x cộng cos x sẽ bằng căn 2 của sin của x cộng pi chia 4, học thuộc giùm thầy luôn. Học thuộc giùm thầy luôn tụi con. Bạn nào muốn nhanh muốn nhạy thì làm luôn với thầy quốc cái này luôn, xong. Rồi, tiếp tục câu 22. Thầy cho tụi con làm câu 22 trong 5 phút nha. Đây là tinh vân chữ như ta. Qua bên kia là trừ căn 3 cộng 1. Rồi. Là mình chia hai vế cho căn 3 trừ 1 bình phương cộng căn 3 cộng 1 bình phương, đúng không con? Dạ, ra 2 căn 2. Ra 2 căn 2. Tính tính coi, tính ra coi thử là căn 3 bình phương căn 3 cộng 1 bình phương cộng cho căn 3 trừ 1 bình phương. Như vậy rút gọn ra là nhiêu mà? Hai cái hai là em bé mất rồi, 4 4 với 4 là 8 đúng không con? Là 2 căn 2. Đúng không? Rồi như vậy thì mình chia hai vế cho 2 căn 2 là căn 3 trừ 1 chia 2 căn 2 sin x trừ cho căn 3 cộng 1 chia cho 2 căn 2 cos x bằng, bên đây chuyển vế qua là 1 trừ căn 3 chia cho 2 căn 2 đúng không con? Rồi sin x mở ngoặc ra dấu trừ cho thầy, góc này bao nhiêu, bấm thầy shift gì đây, là shift code đúng không? Shift code là bao nhiêu con? Căn 3 trừ 1 chia cho 2 căn 2, shift code là bao nhiêu? Ra là 5 pi phần 12. Đúng rồi, giỏi, ra 5 pi phần 12. Ở bên này bấm shift sin ra bao nhiêu con? Sin của 1 trừ căn 3 chia 2 căn 2 ra bao nhiêu? Cho em bấm lại. Hình như là ra trừ pi phần 12. Trừ nhiêu?
trừ 50 trừ phần bi. 50 hay trừ bi, à bấm bấm shift code đây, trừ bi đúng không, trừ bi Dạ. phần 12 hả con, đúng không? Rồi như vậy ra một nghiệm là x trừ 5 bi chia 12 bằng trừ bi 12 cộng k2 bi, và chuyển vế qua là 5 bi trừ 1 bi là 4 bi, 4 bi là bi chia 3 đúng không, 4 bi là bi chia 3, đáp án là câu B đúng không con? Dạ. Ừ, đáp án là câu B, mình có một nghiệm là bi chia 3 rồi, mình chọn ngay câu B, chỉ có câu B đúng thôi, không cần phải làm nữa, trắc nghiệm mình sướng là sướng chỗ đó đó. Rồi con sửa bài cho tụi con ơi. Rồi câu 23 thì tụi con tự giải giùm thầy nha. À, mình tự giải được kết quả là chia 2 vế cho 2 thì sẽ là sin của x cộng cho thằng này là 1/2 là sin shift shift cos 1/2 là vi chia 3, bên này là căn 2 chia 2 thì ra sin của vi chia 4. Rồi, như vậy là trừ bi chia 12, đáp án cách trừ bi 12 đáp án B. Rồi, như vậy đáp án B cho tụi con. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục nha. 9 bắt đầu câu 29 thầy muốn ôm nhiều con đến cái mảng kiến thức đó là chúng ta đánh giá bài toán tìm M, và sẵn trong quá trình làm bài thầy hướng dẫn tụi con luôn nè. Đối với phương trình A sin B cos thì tụi con giải bình thường, muốn có nghiệm thì A bình cộng B bình phải lớn hơn hoặc bằng C bình đúng tụi con. Vậy mình có A bình của mình là M cộng 1 tất cả bình cộng B bình là 1 lớn hơn hoặc bằng C bình là 5. Như vậy có phải thầy giải ra được là M cộng 1 tất cả bình 1 là trừ 4 đúng không con, lớn bằng 0, và khai triển hàng đẳng thức ra. Còn bạn nào mà giỏi á, thì lát thầy sẽ chỉ cách làm khác. Khai triển hàng thức ra là M bình cộng 2M trừ 3 lớn bằng 0. Và tới đây tụi con đủ khả năng để bấm máy tính giùm thầy nha. À, bấm máy tính giùm thầy. À, thầy bấm máy tính, thầy tính nhẩm tụi con nha. M ra một nghiệm lớn hơn hoặc bằng 1, hoặc là bé hơn hoặc bằng trừ 3. Đáp án đúng là câu C. Bạn nào mà muốn làm nhanh như thầy nữa, thầy chỉ chút xíu. Chỗ này nè, thầy biến đổi ra là M cộng 1 tất cả bình lớn hơn hoặc bằng 4. Tụi con nhớ giùm thầy nè, mình nhớ giùm thầy mình học nè. A bình mà lớn hơn hoặc bằng M là số dương, thì A 1 là lớn hơn hoặc bằng căn M, hoặc là bé hơn hoặc bằng trừ căn M. Đó, công thức của tụi con. Bạn nào biết thì làm nhanh giùm thầy luôn, khỏi cần khai triển hàng thức. Vậy có thể hỏi thầy giải ra là M cộng 1 lớn hơn hoặc bằng 2, và M cộng 1 bé hơn hoặc bằng trừ 2.
À, thì đáp án cũng ra câu C, được chưa tụi con? Rồi, thầy tụi con chép bài vào nha. Mấy đứa hiểu không nè? Nếu mà tụi con hiểu rồi thì cho thầy con số 1 coi. Ai hiểu bài số 29 cho thầy con số 1 coi nè. Rồi, ok. Tụi con học mà tụi con im re à, tụi con không có tương tác với thầy vậy trơn á. Nãy giờ có ngồi làm bài không hay là ngồi chơi vậy? Hết tháng 11 là đi học hết tháng 11 là học offline rồi đó. Để tao coi thử cái gương mặt này học như thế nào. Cái thầy dạy mấy đứa mà thấy mấy im re, thả biết đứa hiểu và không hiểu nữa. Trường 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 tụi con làm cả, mấy bạn trường khác á, quan bên quan kiểm tra mà giữa kỳ như quan. Dạ, thứ hai con có kịp. À, phải kiểm. Rồi Linh kiểm tra Dư Linh. Nhã Linh. Dạ là thứ hai này con, dạ, thứ hai này con cũng kiểu nhưng mà điểm dự kỳ thì đó rồi con không biết là kiểm làm cái gì nữa. Còn bên Nam Nam Phương thì kiểm tra giữa kỳ bằng gì? Nam Phương ở bên gia định con á, kiểm tra bằng gì? Bằng 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 bài làm hả? Dạ, bài làm sao chụp lại gửi cho Google Pass. Ok con. Còn lớp của anh Đào, lớp của anh Phúc, lớp của anh Nguyên Hồng kiểm tra chưa con? Khi nào kiểm tra? Con thứ năm. Con thứ năm. Còn lớp Phúc Dạ chưa thầy ơi. chưa luôn. Ủa lớp lớp con không dặn giờ nào hay con? Dạ có thầy. Thứ mấy? Nó còn thứ mấy? Như thứ năm luôn. À, thứ năm. Lớp thầy cũng thứ năm, mấy bạn lớp thầy cũng thứ năm. Rồi. Lớp Thu Trang thứ mấy Thu Trang? Vậy mới đổi lịch tại con cũng không có nhớ nữa. Nhà không nhớ Đáng nữa. lẽ là cứ thứ năm, Thứ thứ sáu sáu vừa vừa rồi rồi nhưng nhưng mà mà mới mới đọc đọc trình trình lại lại. rồi. À, chắc tuần sau chắc thứ năm thứ sáu á. Dạ. Rồi ok con. Rồi tiếp tục nha, thầy giảng nha. Ai không hiểu thì lên tiếng, còn hiểu rồi thì thôi, để khỏi mất thời gian tụi con nên thầy không có hỏi nữa nha. Bài nào thầy cảm thấy hay hay thầy hỏi tụi con hiểu không hiểu, còn những bài bình thường tương tự thì làm cho con quen. Rồi tụi con thấy nha, bài tiếp theo là M bình nè, cộng 9 nè, lớn bằng 25. Như vậy M bình lớn hơn bằng 16, và như thầy dạy tụi con là hai trường hợp. Một là lớn hơn bằng căn 16 hoặc là bé hơn trừ căn 16, đáp án D. Câu 32 cũng vậy, thì phương trình cân nghiệm ứng với, nhưng mà câu 32 thì con thấy nó không phải là phương trình bậc nhất đối với sin cos, mà chúng ta phải dùng phương pháp hạ bậc hàng này xuống. À, hãy làm nè. Thầy hạ bậc hàng này xuống thì thầy được là 1 trừ cos 2 x chia 2. Ủa, hơi phức tạp luôn á, tính toán hơi rườm rà. M bình cộng 2 nhân cho 1 cộng cos 2 x chia 2 ở ngoài đi tụi con ha. Đó, trừ 2m sin 2 x cộng 1 bằng 0. Thầy quy đồng nhân phân phối luôn. À, M bình cộng 2 nhân cho cos 2 x, bên này quy đồng lên là trừ 4m sin 2 x. Cái này quy đồng lên là con số 2. Quy đồng lên là con số 2. Cái này cộng với m bình cộng 2 nữa, nhân phân phối vô với tụi con thì nó sẽ ra là m bình cộng 4 bằng 0. Rồi a bình của mình, ồ hơi mệt mỏi luôn á. Cộng 2 tất cả bình cộng thằng này bình phương lên là 16m bình. Thằng này chuyển vế quay là dấu trừ bình phương lên cũng chính đó. Lớn bằng m bình cộng 4 tất cả bình. Rồi rút gọn nha con. M bình tất cả bình là m mũ 4, bên đây m bình tất cả bình cũng là m mũ 4 mất. Cái này là hai lần là 4m bình cộng 4, còn thằng này là 16m bình. Thằng này là hai lần là 8m bình cộng 16. Như vậy 4 với 16 là 20 trừ 8 còn 12m bình. Ồ đẹp quá trời luôn, 14 với 16 rút gọn còn là 12. Như vậy m bình lớn hơn hoặc bằng 1, vậy m lớn hơn hoặc, à vậy suy ra câu D là lấy hai vế cặp bậc hai là tuyệt đối, còn nếu không thì bung ra thì ra đầy đủ là m lớn hơn hoặc bằng 1 hoặc bé hơn bằng trừ 1. Đó con chép vào cho thầy nha.
Câu 32. Cũng vậy luôn, thầy hạ bậc hàng này xuống là sin 2x cộng 1 cộng cos 2x chia 2 bằng m chia 2. Như vậy mày có được kết quả là sin 2x cộng 1 phần 2 cos 2x, đây là m chia 2 trừ 1 phần 2, chuyển vé qua luôn. Như vậy là công thức là cái này bình phương lên là 1 cộng 1 phần 4 lớn hơn hoặc bằng m trừ 1 chia 2 tất cả bình. Vậy thầy giải ra được là m trừ 1 tất cả bình chia 2 bình luôn là 4. 4 thì đá qua bên này luôn là 4 với 1 là nhân vô là bằng 5 nha tụi con. Đó. Như vậy suy ra là m của thầy trừ 1 lớn bé hơn hoặc bằng căn 5 cộng 1 và lớn hơn hoặc bằng 1 trừ căn 5. Được chưa? Đáp án đúng là câu C. À, con lấy thầy lấy căn 2 vế đó mà. M trừ 1 bé hơn bằng căn 5 lớn hơn bằng trừ căn 5. Đó, tiếp tục câu số 16. Câu số 16 nha tụi con. À, chuyển vế qua là sin của mình cái gì đó bằng m trừ 1 chia 3, còn thấy không? Để phương trình có nghiệm thì có phải mình giải ra là m trừ 1 chia 3 phải lớn hoặc bằng trừ 1 bé hơn hoặc bằng 1, và thầy giải ra được là m trừ 1 bé hơn hoặc bằng 3 lớn hoặc bằng trừ 3, và chuyển bé qua là m lớn hơn hoặc bằng 4 bé bằng 4 lớn hơn hoặc bằng trừ 2. Như vậy tụi con thấy là cái đầu A của mình là bằng trừ 2, đầu B của mình là bằng 4. Như vậy B trừ A là bằng 6. Đáp án là câu A. À, được chưa nè. Rồi, bây giờ mình qua câu số 20 nha. Câu số 20. Chép bài đi tụi con ơi. Anh đây. À, hỏi có bao nhiêu nghiệm trong nửa khoảng này thì tụi con giải bình thường bài hệ tụi con rồi. 2x trừ pi chia 2 theo công thức sin bằng 1, nghiệm đặc biệt là pi chia 2 cộng k2pi. Như vậy chuyển vế qua thì được là 2x sẽ bằng pi chia 2 cộng pi chia 2 là pi cộng k2pi, và thầy chia 2 vế cho 2 k2pi. Sau đó mình đánh giá là lớn hơn, bắt buộc nó lớn hơn trừ pi chia 2 và bé hơn pi chia 2, mình tìm ra bao nhiêu k thì bấy nhiêu nghiệm, k là số nguyên nha tụi con. Thầy chia 2 vế cho pi hết đi. Pi. Thầy được là trừ 1 phần 2. 1 phần 2 cộng k. Thằng này là 1 phần 2. Vậy thầy chuyển vế qua, thằng này là k là trừ 1. Thằng này chuyển vế qua là k bằng 0. Không có số nguyên nào mà k vừa lớn hơn trừ 1 bé hơn 0 cả. Như vậy bài này đáp án là câu A. Không có số nguyên nào cả. Không có k thì không có nghiệm nào hết nha tụi con. Rồi, tương tự thầy làm cho con câu 24. Câu 23 tụi con về nhà làm giùm thầy nha. Câu 24. Tính tổng tất cả các nghiệm của phương trình thì đầu tiên thầy giải là sin x cộng sin 2x, giải làm sao từ từ chỉ cho con nè. Đó, thì bài này mình thấy là sin 2x theo công thức của mình học là bằng cái gì? Bằng 2 lần sin x cos x bằng 0. Như vậy thì chuyển sin x ra ngoài làm nhân tử chung, 1 cộng 2 lần cos x bằng 0. Như vậy thầy giải ra được một nghiệm là sin x bằng 0 và một nghiệm là cos x bằng trừ 1 phần 2. Và thầy ra kết quả ở trên là x sẽ bằng kpi, còn ở dưới là x sẽ bằng sin cos trừ 1 phần 2 là cộng trừ 2pi chia 3. Được chưa? Một cái nghiệm là 2pi chia 3 là trừ 2pi chia 3. Rồi, người ta yêu cầu nghiệm của mình nằm trong đoạn từ 0 đến 2pi. Thì thầy đánh giá cái thằng thứ nhất. Đó, đánh giá ba đứa luôn tụi con ha, hơi cực. Kpi lớn hơn hoặc bằng 0, bé hơn hoặc bằng 2pi, chia cho pi là xong. Như vậy mình thấy là
K K của mình là chạy từ 0 đến 2 số nguyên, và mình có số từ hợp đàn có 3 K đâu tụi con. K bằng 0, K bằng 1, K bằng 2. Như vậy K của mình là 0 thì ra nghiệm là 0 nè, 1 ra pi nè, 2 ra 2 pi nè. Rồi xong, 2 pi chia 3. 2 pi chia 3 của mình cộng cho K 2 pi. Có bao nhiêu nghiệm nằm trong đoạn từ 0 đến 2 pi, mình cũng chia cho pi đi được con ha. Thì chia 0 là 0. Như vậy chuyển vế qua là trừ 2 phần 3 bé bằng 2k. Còn chỗ này là 2 trừ 2 phần 3 là 4 phần 3. Lát mình chia cho 2 nữa ra 2 phần 3. Chia cho 2 nữa thì ra trừ 1 phần 3. Như vậy có số k nguyên duy nhất là số k bằng 0. K bằng 0 thế vô chỗ này tìm được là bằng 2 pi chia 3. Vậy thêm một nghiệm nữa là 2 pi chia 3. Tương tự thằng này cũng vậy, là trừ 2 pi chia 3 cộng cho k 2 pi, mình cũng xét nó trừ 2 pi chia 3 cộng cho k 2 pi, lớn hơn hoặc bằng 0, bé hơn hoặc bằng 2 pi. Mình cũng chia 2 vế cho pi, chuyển vế qua là 2 phần 3 bé hơn hoặc bằng 2k, bé hơn hoặc bằng 2 cộng 2 phần 3 là bằng 2 là 6 phần 3 là 8 phần 3. Thầy chia cho 2 thì thầy được kết quả là bằng 1 phần 3, bé hơn bằng k, bé hơn bằng 4 phần 3. Cái này tụi con tính giùm thầy nha. Và ra một nghiệm nguyên k bằng 1, chọn số nguyên k bằng 1. K bằng 1 thì thế vô là 2 pi trừ 2 pi chia 3 là bằng 4 và 6, 6 pi chia 3 là 4 pi chia 3. Vậy ra một nghiệm là 4 pi chia 3 nữa. Như vậy tụi con thấy người ta yêu cầu tính tổng tất cả các nghiệm tụi con ha. Tổng tất cả các nghiệm, vậy tụi con thấy là ba thằng này cộng lại là 3 pi. Thằng này cộng lại là 6 pi chia 3. 6 pi chia 3 chia cho 3, 6 pi chia 3 là bằng 2 pi nữa. Như vậy tổng cộng là 5 pi, đáp án là câu B. Đó, là 5 pi. Đó, như vậy tụi con thấy câu 24 nó hơi cực ở chỗ là tụi con phải tính toán cách tỉ mỉ và cẩn thận chính xác. Được chưa nè? Rồi. Tụi con chỉ cần hiểu cách tính thôi, còn cái việc mà tính toán ra cụ thể tụi con về nhà tự làm được cho thầy. Rồi, bạn nào đã hiểu được câu 24 đầu tiên cho thầy con số 3 để thầy biết tụi con tiếp thu bài tới đâu nè. Câu 24 tụi con giải ra tìm từng căn nguyên những cái nghiệm mà nằm trong cái đoạn tụi con giải chăng giải giải cái bất phương trình đó, tụi con tìm ra cái căn nguyên tạo ứng với từng căn nguyên cũng thế là cái nghiệm ban đầu con giải ra những cái nghiệm cụ thể. Rồi, ai hiểu được câu 24 nè? Câu số 3, cho thầy con số 3 coi. Rồi, cả lớp không ai hiểu luôn. Rồi, Vương Linh hiểu. Các bạn khác làm sao ta? Rồi, bạn Trang hiểu. Rồi, các bạn khác á, về nhà coi kỹ lại giùm thầy nha. Em tụi con. À, cái chỗ tìm K mà thầy đã dạy tụi con bài này nó rất là kỹ rồi. Tụi con giải cái nghiệm ra rồi cho K nằm trong cái đoạn này bài yêu cầu á. Rồi giải ra cái căn nguyên. Rồi từng cái căn nguyên thì con thế vào mà nó yêu cầu tính tổng nghiệm thì cộng lại. Như hồi nãy vậy tụi con á, có bao nhiêu nghiệm ứng bao nhiêu ca. Nhưng mà bây giờ nó hỏi tổng thì tính ra nghiệm cụ thể rồi sau đó tụi con tính tổng số nghiệm lại. Tổng các nghiệm lại cộng lại bằng bao nhiêu. Được chưa nè? Rồi, tụi con về nhà coi lại video ngày hôm nay thầy đã dạy ôn tụi con về phần lượng giác. Rồi ngày mai thầy tiếp tục ôn một chút xíu lượng giác về qua phần tổng hình nha tụi con. Và để tuần sau thì dạy tụi con cho xong cái chương là quy tắc đếm tất nhân mà tổ hợp hoán vị chỉnh hợp. Rồi quy tắc rồi xác suất nhận thức Newton cho tụi con. Tổ hình học không gian nữa. Rồi thầy chào cả lớp nha.